Phải nói là cái ông thầy nhỏ này nè rất là siêng, rất là chăm chỉ, cần cù để huấn luyện cho cái ông học trò lớn kia. Đó, đó chính là một cái người mà đã mang rất nhiều huy chương vàng về cho Việt Nam chúng ta trong cái bộ môn thể hình lực sĩ Phạm Văn Mắt. Chú chào con. Con chào chú. Con biết chú là ai không? Dạ biết, chú là chú Mắt. Đúng rồi, hôm nay chú đến đây để nhờ con hướng dẫn một số động tác mà nhảy cơ bản thôi. Bây giờ con chỉ chú mấy cái điệu nhảy mà dễ thương tí nha. Nhí nhảnh hồn nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chơi. 1 2 3 3 4 5 6 Mới gặp Khang á, em nhỏ bé nghĩ là thể lực không có để có thể là tập nhảy liên tục. Nhưng mà khi mà tập với bác Khang thì mới thấy là năng lượng rất là tốt. Come on. Đó, thấy không? Đâu thua chú đâu. Ủa? Mà con nhớ hôm nay là hai chú cháu tập nhảy mà. Thôi bữa nay nghỉ, tập tạm bữa đi. Con quyết định phải tập. Phải tích cực thôi, đúng không? Dạ. 1, 2, 3, 4. Làm lại. Con thấy chú Mách thì rất là siêng năng, cố gắng và phấn đấu tập luyện. Đối với con, chú rất là giỏi. Bùm. Bùm. Mách đã từng tập thể dục thể hình trên 20 năm và cơ thể thì nó cứng cáp, nó không có uyển chuyển. Thật sự đối với Mách, việc nhảy rất là khó khăn. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Gắt lên. Chú làm cũng tương đối là ok, nhưng mà phải cố gắng hơn nữa thì con tin chú sẽ làm được. Cố gắng thôi. Anh Phạm Văn Mách là một lực sĩ thể hình chuyên nghiệp lâu năm. Cái đùi của ổng như đùi ớt, cái cơ bụng giống như là sầu riêng mà mới tách muối. Nó bự, nó be cơ đó, mà bây giờ phải điều khiển nó, giải phóng cơ thể là một điều cực kỳ khó khăn. Vì thế rất cần sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây để cho anh ấy có một phần trình diễn tốt nhất. Một tràng pháo tay dành cho anh Phạm Văn Mách. Chú Hề, Phạm Văn Mách cùng các vũ công. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Trời ơi anh Mách ơi, mọi người không thể nào mà nhận ra anh được nữa. Lực sĩ Phạm Văn Mách của chúng ta, trời mệt quá đúng không anh?
Cho thở xíu đi. Bình thường anh tập tạ anh có mệt dữ vậy không? Tập tạ thì có lúc nghỉ. Nhảy này không có nghỉ nữa chừng được. Đúng rồi. Đúng không quý vị? Đâu tới nào mà đang nhảy ngừng ngừng siêu thở cái rồi lên nhảy tiếp được phải không anh? Bài này tính đã có 2-3 phút à. Mà anh tập hết bao lâu ạ? Hơn 1 tháng. Hơn tháng để cho 2-3 phút tỏa sáng trên sân khấu. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe coi ban bình luận như thế nào về tiết mục này nha. Mời giám khảo Đức Huy trước ạ. Rất vui được gặp lại bạn hôm nay. Mấy năm trước là mình đã gặp nhau trong một cái cuộc thi mà bạn hát. Đến hôm nay tôi vẫn còn ấn tượng về cái ngày hôm đó. Và tôi luôn luôn đánh giá cao cái sự cố gắng, sự nỗ lực và vượt qua những cái thử thách. Và thoạt tiên thì tôi chỉ nghĩ là cái ca hát thôi, nhưng mà hôm nay là còn nhảy nữa. Thế thì hơi tiếc nhỉ, phải biết thế thì hồi còn bé là mình để chia một nửa thì giờ tập tạ còn một nửa, mình tập hát với lại tập múa thì có lẽ bây giờ nó đỡ mệt hơn nhiều nhỉ. Và hôm nay thì cái tiết mục của bạn đương nhiên là sẽ là được lòng của tất cả những cái em bé, bởi vì hình ảnh hề mà. Nhưng mà chẳng những thế, nhưng mà người lớn như tôi cũng rất thích. Và tôi xin chúc mừng bạn một cái màn trình diễn rất là hay. Tôi rất thích. Dạ, cảm ơn anh Đức Huy rất nhiều ạ. Dạ, mời chị Việt Hương. Lựa chọn của anh Mách rất là thông minh. Tôi cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn con. Là vì anh Mách là một người tập thể thao, cái đùi của anh bự bằng cái eo tôi rồi. Cho nên khi cái chân trụ của anh á, sẽ là chọn cái quan trọng nhất để anh có thể đứng được. Và cái thần lắc được trong cái người này á, là giống như Đại Nghĩa cũng nói, giải phóng cơ thể cho anh Mách rất là khó. Tại cơ của anh rất là cứng và bao nhiêu năm nay anh biểu diễn đi giật quy chương, chứ không phải là biểu diễn thường thường. Mà nay phải giải phóng cơ thể để cái cơ mềm thì rất là khó với một tháng. Những người như vậy là từ nhỏ họ đã tập rồi. Cho nên một tháng đối với anh là quá nhiều, quá mệt. Nhưng mà đối với một người thể hình mà chuyển qua múa thì một tháng người khôn nhất làm cho anh đó là bé đã dành cho anh hai cái chân rất là tốt. Việc thứ hai, cái phần lắc nhiều nhất của anh là cái phần hông, sẽ làm cho anh dễ hoạt động. Và cái khôn nhất ngày hôm nay của hai thầy trò hoặc là hai trò thầy đó là chọn bộ đồ che hết cơ bắp của anh lại và làm cho người ta không cảm thấy mệt mỏi với những cái cơ bắp và lo lắng. Khi diễn viên mà lên sân khấu làm cho người khác lo đó, có nghĩa là không biết ông làm được không, biết ông làm được không là quên đi cái sự múa. Còn đây chọn cho anh một bộ đồ rất là dễ thương, che hết trơn cái cơ của anh lại, tập trung vô cái chuyện là anh nhảy và thôi. Và ngày hôm nay anh tới đây để tỏa sáng phần nhảy thì anh đã quá thành công. Tất cả những cái gì mà anh dở họ giấu cho anh, và cái gì giỏi lòi ra ngoài. Mà quan trọng là cái mặt của cái người diễn viên lên sân khấu á, nó có cái, có nhiều người không ai ăn của tôi gì hết trơn á, dở mặt cái thấy ghét hả, không ai làm gì mình, mà tự nhiên có người dở mặt thấy cưng muốn nhào tới nựng. Dạ, giống như John Huy nè, cái mặt thấy cưng dòm cái tự nhiên muốn tới ôm, còn cái mặt Đại Nghĩa là đưa ra chỉ để đòi nợ thôi à, là cái mặt ác, hiểu không? Nó khổ vậy. Mà cái mặt của anh Mách á, cái mặt của anh Đại Nghĩa Mách á, là cái mặt của ảnh là ra ngầu chứ gồng. Rồng, từ đó tới giờ tôi lo, tôi không biết hôm nay ông làm ông hề sao ông vui không. Lúc mà anh bung lên cái tôi lo, chứ tôi nói chết rồi, hôm nay anh Mách làm anh hề. Mà cái mặt hóa trang nha, để cái tóc, để cái mũi hóa trang, cái mặt anh che hết những cái gì cơ bắp lại, nhìn dễ thương, cưng lắm. Dạ, cảm ơn chị Việt Hương. Mặc dù em cũng đâu làm gì phiền lòng chị đâu chị Hương, mà dạ, chị cũng mang nhan sắc em ra, chị dí em như đi đòi nợ vậy chị Hương. Cái mặt của em á, nó ác ngộ lắm. Mặt xanh ra đóng vai ác á, mặt Đại Nghĩa đó. Anh nó lớn lên anh Mách thấy cũng được. Chị nghe không? Bên như sợ. Sao John đúng không? Chị nói John đúng không? John. Đúng rồi, đúng rồi. Nói về cái bài, bài này về động tác nè, về cái cách dựng bài, nó rất là khó. Về một người nếu mà chưa bao giờ tập nhảy, về mấy cái động tác nè, thông minh, về cái mình nói là cái rối dây. Rối dây. Yeah. Thì làm như vậy thì mấy cái động tác của mình nó sẽ nhìn rất là chất. Vì mình đang nhảy theo một cái nhân vật. Và khó hơn là không phải chỉ là bài này là anh Mách phải thuộc động tác, nhưng mà phải biết nghe nhạc và biết đếm nhịp luôn. Vì nó có nhiều động tác là mình phải đứng ở giữa và chờ mấy cái động tác canon đó, là 1, 2, 3, 4, 5. Cái đó dạy cho một người chưa bao giờ tập nhảy rất là khó. Đầu tiên là nhảy rồi là khó lắm rồi. Thì ông thầy bé dựng một cái bài khó như vậy, nhưng tốt nhất là anh làm được. Anh làm rất tốt. Cảm ơn các vị bình luận viên. Anh ơi, giờ vậy nè, anh kêu gọi khán giả bình chọn cho mình đi. Nếu các bạn yêu thương yêu Mách, muốn bình chọn yêu Mách, thì quý vị và các bạn hãy nhắn CS khoảng cách VM gửi 8569.
với mỗi tin nhắn trị giá 5.000 đồng. Cảm ơn anh Văn Mách và một tràng pháo tay dành cho anh ấy nào.